Hôm nay mình lại trong cửa hàng cho chú Tuấn nữa rồi nè. Trời ơi, cái gì mà bắt mình trông hoài luôn. Chẳng hiểu rồi, sáng nay đó các bạn. Ôi ôi ơi, chị ơi, đến giúp cửa hàng của chú đi, chú đang có chuyện gấp lắm. Trời ơi, chú lại qua nhờ con nữa hả? Trời ơi, dạo này cửa hàng ế lắm, hay là con qua giúp chú đi, mỗi lần con qua là cửa hàng chú đông à. Thôi được rồi, để con giúp chú cho, trời ơi. Yeah, vậy cảm ơn con nhiều lắm nha Chi. Chuyện là vậy đó mấy bạn, trời ơi, giờ mình phải làm việc ở đây nè. Mong là chú đó đi công chuyện về sớm thôi, chứ mình ở trong đây cái chán mà đúng là cái cửa hàng thì ế gì đâu luôn á. Trời ơi, ui, khoan, sao mình nghe cái âm thanh gì đó quen quen ta? Hình như đó chính là âm thanh của mấy con Funky mà. Ủa, mình nhớ đợt trước mình đã giải cứu hết rồi mà sao giờ vẫn còn nghe đâu đó trong làng của mình vậy ta? Ủa, không lẽ bọn Funky bọn nó tới đây á ta? Ui, hình như mình thấy có ai đó quen quen. Ê, ủa, cái gì? Đây chính là chị Na mà. Ui, sao lại biết em Funky nữa rồi? Ui trời, cái gì mình... Trời, bắt đầu mà chẳng hiểu cái gì hết rồi. Nói gì cũng chẳng hiểu gì hết trơn luôn á trời. Ê, mình cần cái máy phiên dịch tay nhưng mà giờ nằm ở nhà mình mất tiêu rồi. Giờ làm sao đây trời? Để thì chứ nhưng mà giờ phải dùng tới cách này thôi. Ủa, đây, mấy tấm bảng nè chị Na. Chị ấy muốn nói cái gì chị ghi ra giúp em đi. Nè 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 nè. Trời ơi, chẳng hiểu cái gì hết trơn luôn á. Ủa, chị Na mua gì vậy ta? Cái đây, chị cần mua một cái radio hả? Em có bán không? Radio á? Hình như chỗ này em chỉ có radio đâu. Ủa, nhưng mà cho em hỏi lại sao chị lại biết anh với hình dạng như thế này vậy? Cho em biết ơi. Ôi, chị Na đặt thêm một tấm bảng nè. Ôi, đừng có quan tâm, có thì bán cho chị đi. Ôi trời, cái gì mà cọc dữ vậy? Ôi, không thèm nói cho mình biết quá. Ôi trời, cái gì vậy? Ôi, bỏ về luôn rồi. Vậy là mình phải đi kiếm cái radio cho chị Nami hả? Trời ơi. Ôi, chẳng hiểu chứ, mà thôi đặt mấy tấm bẻ đi mới được. Mà đi chế tạo cái radio cho chị Nami mới được. À, radio hình như là mình cần hai cái máy phát âm thanh đó. Đi làm hai cái máy đó thôi. Muốn tạo ra cái radio thì mình phải lấy gỗ nè. Lấy thật là nhiều gỗ mới được. Ôi, ủa, sao mình nghe thấy tiếng của con phân tim màu xanh gì ta? Ôi, không lẽ bọn chúng tới làng mình có chuyện gì nữa hả? Ờ, để mình đi coi coi. Ủa, nó đâu? Ui, khoan. Đó là sầu riêng hả? Ủa? Hai chị ơi, hai chị ơi. Sao ông biết anh phán ký luôn rồi? Ủa, hai chị, ông có bán cục pin năng lượng không vậy? Cái gì? Pin năng lượng hả? Ờ, hình như là trong cửa hàng của tôi cũng không có luôn á. Nhưng mà tại sao ông lại biết anh phán ký vậy? À, không có hả? Vậy một xíu nữa có không? Có thì tôi quay lại shop của ông. Ờ, à, để mình nghĩ rồi. Chắc có, nhưng mà cho tôi biết đi, tại sao không biết anh phán ký vậy trời ơi? Thôi, đừng có để ý, đừng có quan tâm, đó là chuyện của tôi, bây giờ tôi phải đi đây. Ui, ôi trời, không nói cho mình biết luôn hả? Cái gì vậy ta? Nhưng mà tôi cứ lấy gỗ trước làm cái radio cho chị Nami trước đã. Không biết mọi người đang tính cái gì nữa. Trời ơi, nghĩ như đây gỗ chắc đủ rồi đó. Giờ đi xuống lấy đá đỏ mới được. Đá đỏ, ồ, đây, đá đỏ đây rồi. Ai, mình cần khá nhiều đá đỏ nha. Tại do làm thêm mấy cục pin cho sầu nguyên nữa. Thì lấy hết đá đỏ luôn. Thôi giờ thì mình cần khoảng 2-3 cục kim cương gì đó. Kim cương đây. Ôi chỗ này quá trời kim cương luôn á. Đó, đào hết đống này ra, Ồ, như cũng cần ít sắt đó nha. Đây, mình sẽ đào thêm ít sắt ra nữa. Nghĩ như đây chắc cũng đủ cho mình làm rồi đó. Đi lên trên thôi. Đây, để mình vô đây mình lấy mấy cái lò ra mới được. Cái lò đâu ta? À, cái lò đây. Lò đun đồ nè. Với lại mình sẽ lấy thêm cái bàn chế tạo đó. Đây chặt cái lò chắc để ngoài đây đi. Đây lò nè. Rồi mở vô cũng sắt ra trước đó. Rồi giờ thì mình sẽ cho gỗ ra nè. Đây, để mình làm ra mấy cái loa trước đó. Nó một cái, hai cái loa nè. Rồi với một cái máy nghe nhạc là mình có thể chế tạo ra được. Đó, một cái radio á bạn à. Đó vậy nè, giống như thấy chứ. Đây rồi, đây mình đã chế tạo được radio rồi đây. Đó các bạn nhìn coi. Rồi quá đẹp luôn. Đã có được món đầu tiên ở đây. Ở đây nè. Rồi tiếp theo là cho sầu riêng á. Sầu riêng là cần những cục pin năng lượng á. Pin thì mình phải cần là sắt đâu ta. Sắt. Đây có sắt rồi. Mình sẽ bỏ vô đây nè để làm pin năng lượng nè. À, trước tiên mình sẽ cần vài cái hàng rào á. Đây. Hàng rào. Rồi bỏ đây nè. Rồi đá đỏ nè. Đây rồi, mình đã có được những cục pin rồi đây. Bỏ một đồ xúc. Có cục pin luôn. Không biết lần này là con nào tới đây ông. Lẽ như làng mình biết anh băng kia hết rồi hả? Ủa mày, mình nghe tới tiếng gì đó. Ui, quy nấp mà. Ôi, hello hả chị? Trời ơi, ông làm gì chỗ này vậy? Sao ông biết anh băng kia luôn rồi? Ôi trời ơi, chị đi chán luôn nè. Ông thì tới đây mua cái gì vậy? Hay bán cho tôi một cái đĩa âm nhạc địa ngục đi hả chị? Cái gì? Đĩa âm nhạc địa ngục hả? Ôi trời ơi, đĩa âm nhạc địa ngục là nó kiếm ở dưới địa ngục hay sao vậy? Để mình coi cửa hàng mình sắp có không ta?
hình như không có rồi, không hề có cái đĩa âm nhạc đó rồi. Vậy thôi một xíu nữa tôi quay lại lấy nha, còn bây giờ thì tạm biệt. Ôi trời ơi, ông đi mất tiêu rồi, đĩa âm nhạc địa ngục á. Vậy là mình phải xuống địa ngục mình kiếm cái đĩa đó rồi. Trời ơi, giờ phải đi nhanh kiếm đồ cho ông mới được. Mình xuống tới địa ngục rồi, giờ thì mấy cái đĩa dưới địa ngục mình phải vô cái lâu đài dưới địa ngục cho kiếm chứ. À đâu rồi ta, chỗ nào để mấy cái gương ta? Ôi dưới đây khá là nguy hiểm á nha, không biết chỗ này có không ta. Ui kìa, gọi ở đây có cái gương nè, có thể chỗ này sẽ có. Mở tức ơi, trong đây có gì không? Không quẹt hả? Không có, không có cái đĩa âm nhạc địa ngục ở đây. Còn bên đây sao đây? Ấy chà, có kim cương, có yên ngựa, có vàng, không có luôn. Ui bên đây cũng có thêm một gương nè. Ấy chà, bên đây thì có trứng, có yên ngựa, trời ơi không có luôn á trời. Ui, thôi đi qua cái gương khác mới được. Lên trên đây xem thử coi có còn gương nào. Ui ở đây còn cái nè, ở là thử coi. Ui đây rồi, đĩa âm nhạc ở dưới địa ngục đây. Thấy rồi, trời ơi kiếm đĩa này mệt muốn chết luôn à. Trời ơi cái lâu đài to gần chết luôn mà đi kiếm vòng vòng cái gì. Thôi được rồi, đi lên trên thôi nào. Chỗ này đây, để chỗ này đi. Rồi được ba món đồ rồi, được rồi vô đây nghỉ ngơi ta. Ui quẹt mình lại nghe âm thanh của Phan Kỳ nữa kìa, ông lấy con nào nữa ta. Ui đừng lấy ra tô gà hả. Trời ơi, ui trời ơi, ủa ông nói không được á, mình không nghe ông nói cái chữ gì á. Ui ơi tô gà, ông bị sao vậy, ông bị sao vậy. Ui cái gì vậy, ông nhắn cho mình kìa. Hà Chi bán cho tôi một cái màn hình tivi đi. Cái gì màn hình tivi vậy? Ủa hôm nay mọi người trong làng bị cái gì vậy tôi gà, ông có biết không vậy? Ủa đó gì đi. Ừ không có kìa, đó là bí mật của tụi tôi hả? Hãy làm theo lời tôi nói đi. Ôi đừng hỏi nữa. Ôi trời ơi, thì không mấy bọn họ có bí mật gì vậy mà tò mò quá đi à. Thôi được rồi, xíu nó quay lại đi, tôi sẽ làm trong cái tivi. Ôi trời ơi, ông nói này rồi, ông bỏ đi luôn rồi. Giờ mình cần đi làm những tấm kính đó. Giờ đào tí cát lên nè, mình chỉ cần làm kính để mới làm ra được màn hình tivi. Rồi như đây đủ rồi, mình cũng đang có đá đỏ luôn rồi, có thể làm được cái tivi luôn á. Giờ vô bên trong lấy cái lò nè. Đâu à, cái lò đâu à, đây. Cái lò này mới nung được thủy tinh nè, còn cái lò kia nó không nung được, cái này chỉ nung được quặng khoáng sản thôi à. Rồi đây lấy than qua đây, lấy một ít than rồi bỏ qua đây cái nung đi. Nhầm, nung nữa thôi. A few moments later. Ui, được 5 miếng thủy tinh à, đủ rồi. Giờ thì mình bỏ qua đây để làm ra cái tấm kính. Ủa đúng không ta? Tấm kính như mình phải cần thêm một tấm nữa, cần thêm miếng nữa. Này đúng không? Đúng rồi, như thế này mới đúng nè bạn. Rồi, giờ mình sẽ bao xung quanh nè, bỏ cái đỏ vô. Là mình sẽ được một cái màn hình. Sau đó thì mình sẽ bỏ cái này vô trong đây và đã sắt xuống dưới chân nè. Thì mình sẽ có được một cái tivi. Đây rồi, có tivi rồi đây. Có món đồ cho tô gà rồi, đã đi luôn. Đó, ủa, mình lại nghe thêm tiếng của Funky đó. Ai tới đây? Ôi, lần này lại là dắt sao? Trời ơi, ông tới ông mua đồ gì vậy, ông mua gì dắt? Ôi trời, hình như ông nói, ông giục cho mình cuốn sách nè. Để đâu để coi. Rồi, cái gì đây? À, chị ơi, bán cho tôi một cái máy nghe nhạc đi hả? 5 phút sau tôi quay lại tôi lấy. Ồ, vậy á, máy nghe nhạc cái gì? Được rồi, để tôi làm bên đó. Trời ơi, ổng đi mất tiêu luôn rồi. Thôi được rồi, món đồ tiếp theo là máy nghe nhạc á. Máy nghe nhạc hình như là mình cần điện đó nha, cần dây điện đó mới làm được cái máy đó. Nhưng mà ông biết mình đủ đồ không ta? Mình nghĩ có thể đủ đồ đó, nhưng mà giờ cần thêm dây điện á. Đi xuống phòng tiếng nghe SCP thôi, kiếm dây điện. Đây rồi, giờ thì mình sẽ lấy dây điện từ mấy cái máy móc này. Hãy chắc đập nó ra nè. Sau khi mình đập bể mấy cái block này ra thì nó sẽ gớt ra cho mình mạch điện nè. Đây rồi, cái thứ này là thứ mình cần nè. Ba cái chắc đủ luôn rồi á. Đi lên thôi. Được rồi, giờ thì bỏ vô đây nè. Sẽ làm ra hai cái loa trước rồi đó. Đây, cái loa là bằng này đó. Mình cần tới hai cái lần nên mình sẽ làm thêm một lần nữa. Rồi, một, hai cái loa. Rồi, lần này có dây điện vô nè. Hai cái loa. Ý, hình như mình cần tới 4 cái loa lần á. Cần hơi nhiều. Bỏ đây không biết đủ làm 4 cái loa không ta? Mình thiếu gỗ, mình cần thêm một ít gỗ nữa mới đủ. Sau khi lấy gỗ xong thì mình sẽ bỏ đây làm tiếp mới được. Thêm một cái máy nghe nhạc nữa mới đủ. Đây, thêm một cái nữa. Hai bên nè, dây điện ở giữa nè. Rồi, cục kim cương ở trên đây. Đây rồi, vậy là mình sẽ có một cái máy phát nhạc nè. Hay chưa. Rồi, có đủ hết trơn rồi, có đủ đồ rồi. Đâu rồi, giờ mình trang trí bên đây, bên đây. Bỏ vô trời, sao nó bị quay ngược vô trong, ta nhìn nó xấu quá à. Nghe thấy âm thanh của chị Nabi nha. Hôm nay chị Nabi tới à? Ui đúng luôn kìa. Rồi chị Nabi hả, cái radio chứ gì. Đây nè, radio của chị đây. Đây, để em đưa cho chị nè. Đó, radio chị đang cần nè.
Ôi trời, nói gì vậy? Chẳng hiểu gì hết trơn luôn á. Bỏ đi thôi ạ. Ủa, không thèm đưa tiền gì luôn á trời. Nhưng mà tôi chắc họ đang cần việc gì gấp lắm hay sao á ta. Ui, khoan, lại nghe thêm tiếng âm thanh nào vậy? Hình như là của Sầu Nguyên hay sao ta? Hình như ông đang tới đây. Ui, à chị ơi, đồ của tôi có chưa? Ôi, ông tới rồi kìa. Trời, đây nè. Pin của ông đây, đây là những cục pin của ông nè. Thôi được rồi, vậy có gì tôi trả tiền sau nha. Bây giờ tôi đang có việc gấp rồi nè mẹ. Ôi, ôi, có việc gấp luôn hả? Ủa, trời ơi, bọn họ bị sao vậy trời? Mình nghĩ người tiếp theo đó chính là Winup á. Ui, nghe âm thanh nó quen quen ta, như Winup đúng không? Ui, đúng rồi kìa, đi lấy cái đĩa. Chị ơi, cái đĩa nhạc của tôi có chưa? Rồi, có rồi đây, đây, đĩa của ông đây. Cái đĩa nhạc rồi này, rồi xem, mình mà trở nên bùng cháy đây. Ôi, cái gì bùng cháy vậy? Ông dùng cái đĩa nhạc đó làm gì ta? Mình nghe nó bùng cháy, ông lẽ ông định karaoke với đĩa nhạc đó trời. Hai món đồ cuối cùng thôi, đó chính là của tô gà với dắt. Ui, mình lại nghe tới âm thanh nữa rồi. Chắc chắn lần này là tô gà luôn á. À, tô gà như ông cần một cái tivi đúng không? Ôi trời, giảm giật hết cả mình nè trời. Ui, ông đứng nè, nè, anh như ông cần cái tivi đúng không? Nè, tivi của ông á. Ui trời. Đây. Ổng không thèm nói cái gì với mình luôn, ông bỏ về luôn rồi. Ôi, rồi cái cuối cùng thôi, này của giác này mình cầm thẳng đi, ổng tới là đưa cho ổng thôi. Ui trời chiều luôn rồi. Ui, giác tới luôn rồi nè. À, cái máy nghe nhạc của ông nè giác. Đó. Ôi trời, ổng có gì đâu, chắc chắn ổng cảm ơn mình luôn á. Chỉ mình nghe tèm tiếng âm nhạc mà. Dạ, đi. Rồi mình có thể đi theo dõi ổng rồi. Núp vô. Không tiện đâu. Giờ thì mình phải đi theo dõi bọn họ được, không biết bọn đang làm cái gì nữa. Mình phải đi theo dõi thử mới được. Mấy bạn nó coi, có bạn nào biết khi mình chuyển sinh thành ma vương mình sẽ làm những gì không ạ? Nếu như các bạn biết, hãy bấm qua video bên cạnh này của mình nha. Giờ thì mình sẽ qua bên video đây và tạm biệt các bạn.